một hộp CPU nhỏ nhắn xinh xắn đến từ đội đỏ và việc kết hợp một mẫu CPU đội đỏ với một GPU đội xanh, rõ ràng đây là một trong những combo cực kỳ ấn tượng dành cho game thủ. Cụ thể nó sẽ như nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu luôn. Và mẫu CPU mình đang nhắc đến ở đây là AMD Ryzen 5 7600X thuộc dòng 7000 series mới của AMD. Và xét trên khía cạnh một chút thì đây là một trong những cái sản phẩm có 6 nhân và 12 luồng. Và nếu như đặt lên bàn cân so sánh thì từ thế hệ 1, tức là AMD Ryzen 1 cho đến bây giờ chúng ta có AMD Ryzen 7, chúng ta vẫn sẽ có là 6 nhân và 12 luồng. Tuy nhiên, bù lại thì AMD sẽ cải tiến về mặt hiệu năng ở bên trong khi mà cái xung nhịp của sản phẩm được cao hơn, lượng cache L1, L2 và L3 cũng nhiều hơn để có thể chơi game được một cách hiệu quả hơn. Và một trong những yếu tố đặc biệt nhất là khiến cho người dùng cảm thấy là hợp lý đấy, đó chính là liên quan hệ thống socket. Hệ thống socket bây giờ thay vì được nằm ở ngay trên chính chip thì đã được chuyển xuống, đó chính là về phần bo máy chủ. Thì điều này sẽ đóng vai trò rằng là khi mà người dùng muốn mua đi bán lại CPU hoặc là lắp đặt cũng sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng là bị cong chân CPU. Và nhìn sơ qua về phần thiết kế thì với cái kiểu thiết kế mới thì cũng giúp cho cái việc là chúng ta nhấc hệ thống tản nhiệt khỏi CPU cũng hiệu quả hơn. Và bo máy chủ được mình sử dụng ở đây là Asus ROG Strix B650 Gaming Wi-Fi D5. Thì với dòng CPU AMD Ryzen 7000 series thì tất cả đều được hỗ trợ là RAM DDR5. Thì nhìn sơ qua về hệ thống bo máy chủ này thì với dòng A-Gaming, khu vực heat sink tản nhiệt cho VRM cũng rất lớn, và ở chính giữa chính là socket AM5 để dành cho CPU AMD Ryzen 7000 series. Còn lại về những thành phần linh kiện khác, chúng ta sẽ có khe PCIe bọc giáp, chúng ta sẽ có thêm là những hệ thống heat sink tản nhiệt cho SSD và khu vực chipset. RAM được mình sử dụng ở đây là RAM Corsair Vengeance DDR5. Với RAM dành cho CPU AMD Ryzen 7000 series thì chúng ta sẽ cần thêm một cái tính năng nữa là Expo. Tuy nhiên thì với một số những cái dòng RAM với chất lượng tốt, chất lượng chip nhớ bên trong ổn định như Corsair Vengeance thì việc có hay không có Expo cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn có thể bật được những cái tính năng để nâng cao xung nhịp hoạt động của RAM lên, và mặc định sẽ chạy ở 4800 và chúng ta có thể kích hoạt tối đa lên là 5600. SSD được mình sử dụng ở đây là một ổ SSD 1TB đến từ thương hiệu của Arrow, và chúng ta vẫn còn rất nhiều những khe nâng cấp SSD nữa để mọi người có thể nâng cấp thêm. Còn về hệ thống card đồ họa thì sẽ là RTX 4070. 4070 vẫn là một trong những mẫu card đồ họa rất tốt để chúng ta có thể chơi game ở chế độ phân giải là 2K. Với duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin thì việc hầu hết những bộ nguồn ở trên thị trường hiện tại chúng ta đều có thể sử dụng được. Và cái thứ hai nữa, nếu như mọi người muốn trang trí thì việc mua những cái dây nối dài với cổng cấp nguồn 8 pin cũng sẽ dễ hơn. Thì cái phiên bản được mình sử dụng ở đây là phiên bản Galaxy 4070, chúng ta sẽ có 3 fan với 1 fan giữa là siêu lớn, và sản phẩm của chúng ta cũng sẽ có màu trắng. Và cái mẫu vỏ cây được mình sử dụng đó chính là vỏ cây Montex Kaiju với rất nhiều quạt đã có sẵn rồi, và chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 quạt có sẵn, 2 quạt ở hông, 1 quạt đằng sau và 1 quạt được đặt ở bên phía là trên nguồn. Thì khi mà nhìn vào đây là chúng ta đã có được một cái cấu trúc hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên thì chính xác chúng ta đang thiếu một thứ, đó chính là về phần hệ thống tản nhiệt. Thông thường thì với CPU AMD Ryzen 5 chúng ta sẽ có sẵn hệ thống tản nhiệt stock. Tuy nhiên thì với một cái mẫu CPU AMD 7000 series vỏ mỏng như thế thì sẽ không có tản nhiệt theo kèm. Và nếu như anh em nào mà mua chuẩn cái combo này thì TNC sẽ tặng luôn cho anh em một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One. Thì đây, Thermalright Warframe 360 với rack tản nhiệt là 360, tức là chúng ta sẽ có 3 quạt, và khi mà kết hợp với cái vỏ cây Montex Kaiju thì chúng ta sẽ không cần phải nâng cấp thêm. Điều đặc biệt đến từ chính block của sản phẩm khi mà chúng ta sẽ có một màn hình LED LCD để có thể tùy chỉnh thêm những thông số liên quan đến CPU và GPU, và có thể hiển thị thêm một số thông tin thú vị khác chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh thông qua setting. Thì với một combo hoàn chỉnh như này, AMD Ryzen 5 và card họa RTX 4070, thì mình sẽ nghĩ nhiều về việc là chúng ta phục vụ thuần cho mục đích là chơi game. Thì với hầu hết những tựa game trên thị trường hiện tại, điều đấy là quá đơn giản. Với tựa game như là CS2 và Valorant, mức FPS đạt được là từ khoảng 200 cho đến 300 FPS và tương đối ổn định khi mà mình chơi game. Với một tựa game như Dota 2, một trong những cái tựa game mà được khóa cái mức FPS là 240, thì theo như cá nhân mình đánh giá là cái mức FPS khi mà mình xem ở trong combat thì vẫn rất ổn, là từ 220 cho đến gần 240. Và những cái tựa game offline thì theo như cá nhân mình đánh giá là vẫn thể hiện được rất tốt, do vốn dĩ là RTX 4070 cũng là một trong những cái mẫu GPU rất tốt để có thể chơi game trong độ phân giải là 2K, và CPU thì xung nhịp cao, và chúng ta chơi game với 6 nhân thì có thể là vẫn ổn.
Anh em thấy không? Sau rất nhiều những cái bộ PC liên quan đến là CPU của Intel và card họa của Nvidia thì bây giờ TNC đã cho ra mắt CPU của AMD và GPU của Nvidia để thỏa mãn dành cho anh em. Và anh em nhớ nhé, khi anh em mua cái cấu hình này tại TNC thì sẽ được tặng luôn hệ thống tải nước RAID 360, và mình sẽ để thêm cái đường link bên dưới để anh em có thể click vào hoặc là mang luôn cái clip này đến thẳng TNC, và thế là anh em sẽ có được một bộ PC hoàn chỉnh, đẹp đẽ, màu sắc, mọi thứ là tuyệt vời. Và đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.